Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series học lập trình qua dự án thực tế. Và đợt này thì mình đã làm xong cái ứng dụng To-Do List thì mình sẽ đi đến một cái ứng dụng khác. Ở đây mình đã có một cái Figma khá là đẹp về một cái ứng dụng đặt lịch sự kiện á. Người dùng có thể vào đây để mua vé này, đăng ký tài khoản này, mua vé và nó sẽ lên cái lịch hẹn là có cái sự kiện gì đó ở gần họ đang diễn ra và họ có thể là nhắc nhở cho họ biết là khi nào thì đến sự kiện hoặc là có thể có thông báo đó. Thế có mình thấy cũng khá là hay đó. Có Figma đầy đủ chi tiết này, mình mới lấy được free ở trên internet về này, trên Figma này. Vậy thì mình sẽ bắt đầu làm cái dự án này nhé, nhưng mà đợt này là mình sẽ không có làm bằng Firebase nữa mà mình sẽ làm full stack bằng Mern ha. Mern là MRNE đó, tức là mình sẽ làm bằng MongoDB này, bằng Node.js, Express.js và React Native nhé. Mình sẽ sử dụng ACS để mình gọi API ha. Chứ làm Firebase thì nó dễ quá rồi. Đó. Dự án khá là đẹp. Có đầy đủ chi tiết design hết cho mình. Như vậy thì khi mình làm á, nó sẽ rất là khỏe nhé. Mình sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề design nữa. Mà mình sẽ chỉ cần làm UI đúng như design thôi. Ok, vậy mình sẽ bắt đầu nhé. Giờ thì để bắt đầu thì mình sẽ khởi tạo dự án nha. Mình sẽ tạo một dự án mới, đặt tên cho nó là Event Hub nhé. Đây này, nó là Event Hub thì mình sẽ đặt nó là Event Hub luôn. Mình sẽ CD vào một cái nơi để mình lưu trữ cái dự án đó. Thông thường thì các bạn lưu ở các cái dự án ở đâu đó, thì các bạn sẽ đi vào đó để các bạn lưu lại nhé. Mình sẽ khởi tạo ở đâu? Ở đây mình đang đứng ở bên ngoài thì mình sẽ vào thằng app, tại mình đang lưu ở trong thằng app. Mình sẽ khởi tạo một dự án mới với TypeScript là npx này, React Native Init Event Hub. Rồi, mình sẽ sử dụng là TypeScript ha, nên là mình sẽ gọi đến template là React Native template và TypeScript. Ok. Rồi, bây giờ mình enter và mình đợi để cho nó tạo nhé. Để các bạn có thể chạy được dòng lệnh này nè và để nó khởi tạo được cái React cho mình á, React Native cho mình, thì các bạn cần phải cài đặt cái biến môi trường cho nó nhé. Nó khác với thằng React. React là các bạn sẽ chỉ cần cài mỗi cái Node.js thôi là các bạn có thể chạy được cái dự án React của mình rồi. Nhưng mà đối với React Native, bởi vì mình sẽ chạy ở trên Android và iOS, nếu như các bạn mà chỉ có chạy trên Android thôi và mình đang xài máy Win á, thì mình chỉ cần cài Android Studio và chỉ cần quan tâm đến Android là được. Còn đối với các bạn xài máy Mac và mình có chạy trên iOS nữa thì mình sẽ phải cài thêm cái Xcode này, cài thêm cái Xcode và cài cái biến môi trường dành cho iOS nữa. Đó, còn nếu như các bạn nào mà xài máy Win nhưng mà vẫn muốn mình muốn làm cho iOS thì các bạn sẽ phải nghiên cứu đến thằng Expo nhé. Các bạn sẽ phải sử dụng Expo để mình làm. Thì như vậy thì các bạn sẽ build bình thì mình vẫn build bình thường thôi, nhưng mà Expo sẽ hỗ trợ cho các bạn build ra các cái thiết bị iOS để các bạn có thể đẩy lên trên App Store được. Hay là mình sẽ làm bằng Expo nhỉ? Nếu các bạn xem video này mà muốn mình làm bằng Expo thì các bạn hãy để lại ý kiến cho mình trong phần comment nhé. Nếu như mà các bạn muốn mình làm bằng Expo thì mình sẽ khởi động lại bằng Expo ha. Expo thì nó cũng có cái lợi nhưng mà nó cũng có cái hại. Đó là nếu như cái dự án của các bạn mà nó không có lớn, nó nhỏ thôi, nhưng mà các bạn lại xài Expo thì cái mặc định nó sẽ đẩy, nó sẽ tải toàn bộ các cái source code cần thiết hoặc là không cần thiết gì về luôn, là nó sẽ làm cho cái ứng dụng của mình nó rất là nặng. Ví dụ một cái ứng dụng bình thường thôi nhưng mà cũng phải đến mấy chục mê đó. Nhưng mà các bạn biết rồi, theo nghiên cứu của Google thì cái dung lượng của ứng dụng nó sẽ ảnh hưởng đến cái lượt tải của người dùng. Tức là nếu như mình giảm được 10% cái dung lượng thì cái lượt tải nó có thể tăng lên tới 30% ấy. Nên các bạn cân nhắc để sử dụng nhé. Nếu mà mình sử dụng được React Native thì mình nên sử dụng React Native, nó sẽ tiện hơn. Đó là cái thứ nhất. Với cái thứ hai nữa, nếu như mà các bạn mà có một số các cái thư viện á, mà mình sẽ chạy trên React Native CLI thôi chứ Expo nó không có hỗ trợ. Mình đợt trước mình làm cách đây cũng khoảng 1-2 năm thì không biết bây giờ có chưa. Đó là cái mà PDF á, PDF Reader là chỉ có React Native mới có thể đọc được thôi, chứ Expo nó không hỗ trợ cho mình đọc PDF. Nên là các bạn nào mà có ý định làm về ứng dụng đọc PDF á, ứng dụng đọc sách online đó, là các bạn sẽ không làm được.
À, rồi cái track player, nếu mà các bạn nào làm bằng cái các ứng dụng mà nghe audio, nghe nhạc online đó, thì các bạn làm bằng Expo cũng có lẽ là cũng không làm được đâu. Tại nó là nó không có hỗ trợ các cái thư viện đó. Hoặc là các cái thư viện đó nó không hỗ trợ, nó chỉ hỗ trợ cho React Native CLI thôi. Ok, bây giờ mình đã khởi động xong cái dự án nhé. Bây giờ mình sẽ dùng Visual Studio Code để mình cài các cái thư viện cần thiết nha. Nếu như đây là video giới thiệu thôi, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua thôi về cái khởi động dự án này, tạo dự án này. Nếu mà các bạn mà comment, các bạn comment ở bên dưới nhiều á, là mình sẽ làm expo, thì có thể mình sẽ chuyển qua expo để mình làm nhé. Đây ha, mình sẽ truy cập vào cái folder, ấy chết cha, bấm nhầm. Mình sẽ truy cập vào cái folder app của mình nhé. Folder app của mình ở đây, mình sẽ lưu tất cả các cái app của mình làm ở đây ha. Ở đây nó sẽ là cái event hub. Ok, event hình như mình ghi sai chính tả rồi. Event chứ không phải là event. Ok. Đó, như vậy là nó đã khởi tạo cho mình các cái dự án gồm bao gồm tất cả những cái thứ cần thiết này, như là Android này, iOS này, các thư mục Android, iOS này, Node Module này, rồi các cái Prettier là để cho mình format code về đúng chuẩn đó. AppJSON này, ví dụ như sau này khi các bạn thêm cái app mod, các bạn sẽ cần thêm cái AppJSON này này, để nó khai báo thông tin của cái app, ví dụ như name này, hoặc là display name. Các display name này là cái mà nó hiển thị ra ngoài màn hình đó, ngoài màn hình điện thoại của mình đó. Rồi các file app này là file để mình sẽ làm cái điều hướng này, điều hướng ở đây nhé. Rồi tiếp theo đó là cái index này nè, là cái mà nó khai báo, nó đăng ký cái app này. Rồi các cái package.json là để mình quản lý các cái package của mình nè. Rồi các cái ts-config là để nó hiểu được các cái file ts của mình. Thế thì bây giờ là mình đã khởi động xong rồi, thế bây giờ mình sẽ cài các cái thư viện cần thiết. Nhưng mà trước khi cài thì mình sẽ nghiên cứu cái Figma một xíu nhé, nghiên cứu cái design của nó trước xem là nó có cái gì đặc biệt không. Em mình tải ở trên trang này nhé, các bạn mà cần thì các bạn có thể lên trên trang này để tải về. Thì bây giờ mình sẽ xem thử coi, ở đây là mình thấy là có cái này là cái preview á, các bạn có thể dùng cái này làm cái này gọi là cái sweeper á, các bạn có thể sử dụng sweeper nhé. Đấy, người ta có thể vuốt qua này. Cái này là cái onboarding, là lại khi mà người dùng người ta mới vào mà chưa có tài khoản gì hết, mới tải app về á, thì nó sẽ hiển thị cái phần này lên ha. Rồi cái phần này là đăng nhập đăng ký, thì ở đây mình sẽ có đăng nhập với Google và Facebook. Ok, quá đơn giản. Nhưng mà mình sẽ không có làm với lại Firebase nha, các bạn vẫn sẽ có login bằng Google và login bằng Facebook, nhưng mình không làm với Firebase. Mình sẽ đăng nhập đăng ký với Google mà không cần Firebase luôn. Mình sẽ không có đụng chạm tới Firebase, Firebase chỉ nó hỗ trợ mình trong khi mà mình gửi thông báo thôi ha. Rồi cái này là đăng ký tài khoản này, rồi xác minh, xác minh qua số điện thoại luôn hả, khó khăn thế. Cái này là bên back end mình sẽ phải làm nhé, cái này là bên back end. Khi mà mình làm bằng Node á, là mình sẽ phải thêm cái phần này, verification. Ok, rồi reset password. Ok, còn gì đặc biệt nữa không? Cái này là chắc là thông tin người dùng. À, đây là cái trang trang chủ của mình nè, trang chủ này, nhưng mà nó có một cái sidebar ở đây, một cái drawer, cái này gọi là cái drawer của navigation nhé. Bấm vào đây nó sẽ xuất hiện này. Cái này là custom navigator drawer của mình đó. Rồi đây là trang chủ của mình ha, có sẽ có cái tab navigation bottom tab này. Ok, cũng khá là đơn giản thôi. Rồi không có gì hết trơn, chưa 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 thấy có gì phức tạp hết. Rồi cái này là event detail. Ok, rồi người ta có thể bấm vào đây để đặt vé. Rồi đây là các cái sự kiện nó diễn ra theo map. Như vậy thì cái này mình sẽ sử dụng Google Map nhé, Google Map. Và các cái này là sẽ là các cái marker, nhưng mà mình thể hiện bằng các cái hình ảnh của các cái event này này. Các event này nó sẽ có các cái hình ảnh của cái này, có cái thể loại, ví dụ như đây là âm nhạc này, ẩm thực này, đấy, âm nhạc, ẩm thực, sport này, thể thao này. Ok, rồi người ta có thể tìm kiếm này, search theo các cái event này. Như vậy các cái event này mình sẽ lưu nó ở trên cái MongoDB database của mình ha. No upcoming event, tức là không có cái event nào hết. Ô, họ thiết kế chi tiết ghê. Được đấy, họ thiết kế khá là đầy đủ và chi tiết. Rồi có thể filter, có thể lọc này. Ok. Rồi thông tin người dùng, hoặc là thông tin
người dùng hả? Hay là thông tin, hay là chắc thông tin của người tổ chức quá. À, thông tin người dùng. Notification, như vậy thì mình sẽ phải có cái push notification của Firebase nhé. Invite friends, ok, mời bạn bè chia sẻ được các kiểu. Ok, xong, ứng dụng khá đơn giản. Ok, vậy thì buổi sau mình sẽ bắt đầu đi vào làm dự án nhé. Để quyết định, mình sẽ chờ xem là các bạn xem là các bạn muốn mình làm bằng Expo hay là muốn mình làm bằng React Native nhé. Và mình sẽ làm tiếp. Nếu các bạn không có comment gì hết thì mình sẽ làm theo React Native ha. Ok, còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.